Tử Vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Thứ nhất, tổng quan về tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Nữ mạng sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ, tức tuổi con rắn, thường gọi là phúc khí chi xà, tức rắn có phúc, mệnh mộc, đại lâm mộc, nghĩa là gỗ rừng lớn. Sao chiếu mệnh gặp sao Thái Dương, vận hạn, hạn địa võng, vận niên, long đắc vũ. Thái tuế năm 2022, phạm hạn thái tuế, hại thái tuế. Tam tai năm 2022, không phạm hạn tam tai. Tuổi kim lâu năm 2022, không phạm hạn kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2022, không phạm hạn hoang ốc. Thứ hai, sao chiếu mệnh năm 2022. Sao Thái Dương thuộc hệ thống cửu diệu và đó là một cát tinh chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này nhờ vượng khí cát lợi, khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Những tác động của sao Thái Dương chiếu mệnh: làm ăn được phát đạt, may mắn trong việc buôn bán, nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, là hai tháng đại cát. Đối với thế hệ trẻ gặp năm này, học hành thông minh, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi cử đỗ đạt cao. Vì bản chất là ánh sáng nên cách làm cần quang minh, đường đường chính chính mới gặp cát lợi. Nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại, giống như sao Thái Bạch là hung thần hao tốn của cải. Với quan điểm cho rằng sao Thái Dương chỉ hợp với nam giới, không hợp với nữ giới, tuy nhiên với bản chất là vượng tinh thì nam giới đắc lợi hơn, nữ giới cũng gặp may mắn, tuy nhiên không bằng nam giới. Thứ ba, vận hạn năm 2022. Gặp hạn địa võng nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc trời tối, không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu, đặc biệt lời ăn tiếng nói dày già đa đoan. Viết về sao địa võng và hạn này có câu thơ như sau: địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Khi gặp hạn địa võng, các bạn cần kiêng kỵ, điều giữ, làm theo điều lành như về kinh tế, làm ăn minh bạch, không hám đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng, sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời. Khi có công chuyện xảy ra nên cùng nhau bàn bạc, giải quyết. Đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi, đồng thời mọi người trong nhà sẽ yêu thương, cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ với mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay lý gian. Thậm chí người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa đó là không được cho người khác ngủ trọ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn thận, tránh trường hợp gặp kẻ tiểu gian, khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng, hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. Để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi,
giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần Hợi, Mão, Mùi, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não đỏ, mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Thứ tư, vận niên năm 2022. Long đắc vũ là rồng gặp mây, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Trong năm, bản mệnh có nhiều công to việc lớn phải làm, tuy nhiên mọi việc gặp nhiều trắc trở, khó khăn lúc ban đầu. Nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có kết quả tốt đẹp, xuất hành đi xa có lợi, đường công danh. Tuy bị người xấu gây khó dễ nhưng bản mệnh sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, sau được công thành danh toại. Trong năm nay bản mệnh gặp nhiều bạn mới, tuy nhiên nên tỉnh táo suy xét trước sau, kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm. Thứ năm, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn thái túy không? Trong năm 2022 Nhâm Dần có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm hạn thái túy. Trong đó, tuổi Dần năm 2022 phạm trị thái túy, tuổi Tỵ năm 2022 phạm hại thái túy, tuổi Thân năm 2022 phạm xung thái túy, tuổi Hợi năm 2022 phạm phá thái túy. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, phạm hạn thái túy, hại thái túy. Ngoài ra, để kích hoạt mở cung tài lộc cho người tuổi Hợi trong năm 2022, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để giúp khai vận, mở cung tài lộc, đem lại may mắn. Thứ sáu, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Để kích hoạt mở cung tài lộc cho người tuổi Hợi trong năm 2022, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để giúp khai vận, mở cung tài lộc, đem lại may mắn. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, không phạm hạn tam tai. Thứ bảy, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Thứ hai là Kim Lâu thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là Kim Lâu tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là Kim Lâu lục súc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm Kim Lâu. Cụ thể, dư 1 là phạm Kim Lâu thân, dư 3 phạm Kim Lâu thê, dư 6 phạm Kim Lâu tử, dư 8 phạm Kim Lâu lục súc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm hạn Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, là 34 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu. Thứ 8, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không?
Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Cụ thể như sau, nếu vào các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài là 3 cung tốt, còn 3 cung tam địa sát, ngũ thọ tử và lục hoang ốc là 3 cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc tam địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng là 34 tuổi âm, không phạm hạn tuổi hoang ốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Phong Thủy Bạch Dương nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.